Ngày 25 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Điện Biên thông báo khẩn tới người dân thuộc các trường hợp sau. Thứ nhất, xe khách mang biển kiểm soát 27B00075 của nhà xe Tuấn Hùng xuất bến Vinh, Nghệ An, từ 18 giờ ngày 20 tháng 5 đến bến xe khách thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, lúc 8 giờ 10 phút ngày 21 tháng 5. Thứ hai, những người lái xe ôm taxi chờ đón khách trước cửa xe Tuấn Hùng tại bến xe khách thành phố Điện Biên Phủ. Thứ ba, những người từng đến quán cơm Thu Hà, tổ 1, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ đối diện cổng bến xe khách chết về phía bên trái, từ 9 giờ 30 đến 12 giờ ngày 21 tháng 5. Những người có mặt tại địa điểm trên cần khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng để được hỗ trợ tư vấn. Trung tâm CDC Điện Biên 0915 959 074 Sở Y tế tỉnh Điện Biên 0967 971 717 Bộ Y tế 1900 9095. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.